7 News mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của bản tin. Thanh niên suýt thì đang suốt vì can đảm thông ống bê tông bị tắt bằng tay. Dùng búa thông đường ống đang bị tắt và nén khí, đến lần gõ thứ 13 thì tai nạn nghề nghiệp kéo đến. Sức nổ tương đương một khẩu đại bác khiến đầu ống bơm còn lại và chiếc búa văng ra xa. Người đàn ông thì hoảng hốt mà ôm ngực đứng đoạn choạn. Rất may không ai bị thương sau cú nổ. Theo chủ video chia sẻ, mọi người đang bơm trụ điện mòi vữa bê tông thì không rõ nguyên nhân gì mà đường ống bị nghẹt. Thêm vào đó trọng lượng của ống khá lớn nên thay vì tháo ra từng đoạn dốc ngược thì người đàn ông dùng búa để ép vật liệu bên trong khiến cho đường ống vốn nén khí từ trước phát nổ. Hành động liều lĩnh tưởng bình thường của người đàn ông khiến cộng đồng mạng thoát tim, quăng luôn điện thoại vì giật mình. Một số bình luận có liên quan được người xem để lại bên dưới video, lại thêm một lý do tại sao con gái sống lâu hơn con trai. Anh trai đốt pháo nổ ăn Tết sớm dữ, tiếng pháo này chất lượng luôn. Vụ thanh niên gây tai nạn rồi bỏ chạy, tưởng nạn nhân không sao. Liên quan tới vụ nam thanh niên đi xe máy gây tai nạn trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội rồi bỏ chạy. Ngày 14 tháng 12, trao đổi với đại diện đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7 thuộc phòng cảnh sát giao thông công an Hà Nội cho biết, đã mời anh Lâm, 27 tuổi ở Hà Nội, người điều khiển xe máy lên làm việc. Theo vị đại diện tại cơ quan công an, nam thanh niên cho hay vào khoảng 9 giờ 5 phút ngày 9 tháng 12, anh Lâm điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Trãi, đoạn gần ngã ba Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân thì tông trúng xe máy Honda SH do một người phụ nữ điều khiển đi cùng chiều sau cú va chạm người phụ nữ lao sang làn đường bên cạnh và va chạm với ô tô con đi cùng chiều sau đó ngã văng xuống đường ngay trước mũi ô tô anh lâm cho biết sau khi xảy ra va chạm thanh niên này tưởng người phụ nữ không bị thương nên đã lái xe rời đi chúng tôi đang thông báo tìm nạn nhân trong vụ việc hoặc người có camera hành trình ghi lại vụ tai nạn tới cơ quan công an để phục vụ quá trình điều tra vị đại diện nói cũng theo đại diện đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7, do nạn nhân không tới đơn vị để trình báo sự việc, nên hiện tại đơn vị vẫn chưa có căn cứ để ra quyết định xử phạt, xử lý đối với anh Lâm. Trước đó, ngày 11 tháng 12, clip ghi lại hình ảnh vụ va chạm liên hoàn nói trên lan truyền trên mạng xã hội. Nam thanh niên sau khi gây tai nạn đã không dừng lại giải quyết vụ việc mà tăng ga bỏ đi. Đi ngang nghĩa địa, gia đình thấy ma đi xung quanh nhìn mà rợn tóc gáy. Lái xe qua khu vực nhiều bia mộ vào đêm khuya hoang vắng, chủ video mở hệ thống cảm biến của ô tô lên thì vô cùng khiếp vía khi vô tình phát hiện ra cảnh tượng đáng sợ xuất hiện trên màn hình. Rất nhiều bóng người đang đi bộ phía trong nghĩa trang, sau đó những chiếc bóng này xuất hiện càng lúc càng gần. Họ lang thang xung quanh chiếc ô tô và thậm chí là tiến đến sát phía cửa xe khiến cả nhà sởn gai ốc sợ hãi. Những người trên xe rung rẩy không biết liệu có vị khách không mời nào đó xuất hiện trong xe của mình hay không. Đoạn video ngay khi được chia sẻ đã khiến cõi mạng một phen lạnh sóng lưng và rùng mình online. Khi nghĩ đến những vong ma vất vưởng đi dạo quanh ngôi mộ, có thể bạn chưa biết cảm biến là hệ thống nhận dạng phân loại vật thể được lắp đặt trên ô tô, đóng vai trò là tai mắt giúp bạn nhận biết được môi trường xung quanh chiếc xe. Nhiều người cho rằng có thể chỉ là lỗi máy móc bởi hệ thống cảm biến dùng nhiệt mà linh hồn thì không có nhiệt nên không có chuyện tâm linh gì ở đây cả. Số khác lại cho rằng đây là dòng xe sử dụng radar dò tìm và định vị bằng sóng vô tuyến nên vẫn có khả năng phát hiện vị trí của những chiếc bóng ma. Thượng đế sợ thổi nồng độ cồn, nhà hàng ế ẩm, tai nạn giao thông giảm mạnh. Theo ghi nhận, với tâm lý lo sợ bị thổi nồng độ cồn, với tình hình kinh tế khó khăn, nhiều thượng đế là khách quen của các quán nhậu đã phải cắt giảm chi tiêu, đã khiến nhiều quán nhậu trở nên điều hiu vắng khách. Cùng chung một tâm lý lo sợ bị thổi nồng độ cồn với tình hình kinh tế khó khăn, nhiều người dân đang dần bỏ thói quen đi nhậu sau giờ làm vì đã có nhiều đồng nghiệp của bản thân bị dính đo nồng độ cồn và bị phạt nặng. Trên thực tế, giai đoạn vừa qua, cảnh sát giao thông mở đợt cao điểm kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe khiến nhiều quán bia, quán nhậu nổi tiếng ở Hà Nội trở nên vắng khách chủ các nhà hàng chia sẻ, trước khi cảnh sát giao thông chưa mở đợt cao điểm kiểm tra vi phạm nồng độ cồn đối với lái xe, nhà hàng luôn chật cứng bàn vào khoảng thời gian từ 17 giờ đến 21 giờ 30 tối. Thế nhưng thời điểm hiện tại, lượng khách hàng sụt giảm mạnh, có những nơi chỉ duy trì được 30% lượng khách so với trước đây. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, theo phản ánh của người tiêu dùng và các chủ nhà hàng, đó là do cảnh sát giao thông làm sát sao việc kiểm tra vi phạm nồng độ cồn và kinh tế khó khăn nên nhiều người có tâm lý ngại uống rượu bia. Theo báo cáo An toàn đường bộ toàn cầu 2023 do Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố, Việt Nam là một trong 35 quốc gia có tỷ lệ nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông đường bộ trên 100.000 dân, giảm từ 30% đến 49%. Ông Lưu Bình Nhưỡng từng chuyển đơn tố cáo một doanh nghiệp ở Bình Định. Ngày 13 tháng 12, nguồn tin của báo chí cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa có văn bản gửi cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình về việc đề nghị phối hợp rà soát, cung cấp thông tin liên quan những văn bản kiến nghị, phiếu chuyển với tư cách đại biểu Quốc hội và Phó trưởng ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội của ông Lưu Bình Nhưỡng. Qua rà soát, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định phát hiện có hai văn bản phiếu chuyển đơn do ông Lưu Bình Nhưỡng ký gửi đến tỉnh này với cương vị đại biểu Quốc hội và Phó trưởng ban dân nguyện. Trong đó, một vụ việc liên quan đến đơn tố cáo một công ty trên địa bàn. Động thái này của tỉnh Bình Định được thực hiện sau khi nhận được văn bản đề nghị của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình. Trước đó, ngày 25 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình có văn bản gửi các tỉnh thành đề nghị phối hợp rà soát, cung cấp thông tin liên quan những văn bản kiến nghị, phiếu chuyển với tư cách đại biểu Quốc hội hoặc Phó trưởng ban dân nguyện của ông Lưu Bình Nhưỡng. Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở ban ngành, đơn vị trực thuộc phối hợp phục vụ công tác điều tra vụ án liên quan đến ông Lưu Bình Nhưỡng và đối tượng Phạm Minh Cường. Công an tỉnh Thái Bình đề nghị các địa phương phối hợp ra soát toàn bộ văn bản kiến nghị, phiếu chuyển đơn hoặc văn bản khác do ông Lưu Bình Nhưỡng ký gửi đến Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố hoặc các sở ban ngành đơn vị trực thuộc. Các văn bản phiếu chuyển đơn thực hiện ra soát tính từ tháng 7 năm 2016 đến nay, kèm theo kết quả xử lý, trả lời đối với các văn bản phiếu chuyển đơn nêu trên của ông Lưu Bình Nhưỡng. Hàng nghìn video nhạy cảm từ camera phòng ngủ bị hacker rào bán. Bỏ 800.000 đồng để mua tài khoản VIP, khách hàng sẽ được duyệt vào nhóm kín xem trực tiếp từ hàng trăm camera của các phòng ngủ, thay đồ, nhà vệ sinh, spa, massage. Nhóm chuyên video hack từ camera siêu kín của các gia đình, cửa hàng ở Việt Nam, tất cả đều là những góc khuất, những cảnh nóng bỏng của các gia đình. Lớp mạng xã hội Telegram, anh Minh Hùng nhận được lời mời chào từ một tài khoản lạ. Tò mò truy cập vào xem, anh Hùng nhận được giới thiệu chi tiết hơn. Nghi ngờ quảng cáo trên là lừa đảo, Hùng chấp nhận bỏ ra 800.000 đồng để thử nghiệm. Cặp đôi này ở đâu vậy? Vừa vào nhóm đã thấy hàng trăm bình luận kiểu tục tiểu như vậy, xoay quanh các video nhạy cảm của các gia đình. Tiếp đến, dùng ứng dụng của một hãng camera, Hùng quét mã QR code chủ nhóm cung cấp. Kết quả hiện ra 15 camera phòng ngủ, phòng khách, phòng thay đồ của cửa hàng quần áo, cửa hàng spa bấm camera phòng ngủ của một gia đình, Hùng thấy ngày giờ trùng khớp với thời gian thực tế. Chỉ có hạn chế là không biết địa chỉ này ở đâu. Một cán bộ an ninh mạng cho biết, đa số việc lộ dữ liệu camera đều do người dùng đặt mật khẩu đơn giản, dễ đoán hoặc phó mặt cho thợ lắp đặt. Một số trường hợp khác do lỗ hỏng của chính camera như hệ thống kết nối giữa camera và dịch vụ lưu trữ hoặc lỗi trên ứng dụng camera. Để đảm bảo an toàn cho camera, Chuyên gia khuyên người dùng nên thường xuyên đổi mật khẩu thiết bị ở cấp độ khó, kiểm tra bản cập nhật mới nhất, hạn chế cho người cùng truy cập vào hệ thống. Đặc biệt, người dùng cần tránh mua các loại camera rẻ tiền không rõ nguồn gốc xuất xứ ở trên mạng. Khi nghi ngờ camera bị hack, bạn cần khởi động ngay lại hệ thống và đổi mật khẩu. Tạm giữ đối tượng thông chốt tông gãy chân thiếu tá cảnh sát giao thông. Ngày 14 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Nguyên đang tạm giữ hình sự đối tượng Tô Bá Hoài Nam, sinh năm 2005, trú xóm 11, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Đối tượng Hoài Nam trước đó đã vượt chốt kiểm tra nồng độ cồn, rồi tông gãy chân một thiếu tá cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Một lãnh đạo đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Hưng Nguyên cho biết, Thời điểm sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã tiến hành đo nồng độ cồn trong hơi thở của đối tượng Tô Bá Hoài Nam, nhưng kết quả không có. Theo đó, khoảng 14 giờ ngày 11 tháng 12, tổ công tác của Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Hưng Nguyên lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên quốc lộ 46, đoạn qua địa phận khối 9, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Thiếu tá cảnh bị đối tượng Tô Bá Hoài Nam tông Văn xuống đường, dẫn đến gãy chân. Thời điểm này, tổ công tác phát hiện Tô Bá Hoài Nam chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm đi đến nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, Hoài Nam không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục tăng ga để vượt chốt kiểm tra. Khi lao qua chốt, xe của Tô Bá Hoài Nam đã tông trúng vào người của thiếu tá Nguyễn Xuân Cảnh, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự, công an huyện Hưng Nguyên, khiến người này ngã văng xuống đường. Sau sự việc, lực lượng chức năng đã đưa thiếu tá Cảnh đi bệnh viện cấp cứu. Do bị chấn thương nặng, thiếu tá Nguyễn Xuân Cảnh được chuyển ra bệnh viện tại Hà Nội để chữa trị. Riêng đối tượng Nam sau đó đã bị lực lượng chức năng bắt giữ, bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hưng Nguyên để phục vụ công tác điều tra. cuộc đời tù tội của kẻ giết vợ sắp cưới vứt vào bụi sậy. Mấy ngày nay, người dân ấp trường Trung B, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, bàn tán xôn xao trước cái chết của chị Hường, 40 tuổi, khi hung thủ được xác định là Nguyễn Văn Trạng, 49 tuổi, người vừa làm lễ đính hôn với nạn nhân. Trạng là con thứ năm trong gia đình, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh ta không làm gì mà suốt ngày ăn chơi quậy phá. Tài sản của gia đình cũng bị mất mát theo những cuộc chơi, nên Trạng bị cha mẹ không nhìn mặt. Có lần nhậu nhẹt quậy phá, anh ta bị đánh chấn thương nặng ở đầu. Để có tiền tiêu xài, Trạng quay sang trộm cắp tài sản, lừa đảo nhiều người nên bị kết án 20 năm tù. Thời gian thụ án tại trại giam Z30, Đồng Nai, Trạng còn bị thêm tội trốn khỏi nơi giam giữ. Thời gian gần đây, Trạng đến làm thuê cho người chị thứ ba ở phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Trong những lần lui tới quán bia ôm, Trạng quen với chị Hường để lấy lòng người phụ nữ đã có con riêng, trạng nổ mình là thầu cá độ đá banh và hứa sẽ cho chị nhiều tiền sau khi cưới. Để tỏ ra là dân có tiền, trạng tiếp tục trộm nông sản của chị mình mang đi bán lấy hàng trăm triệu đồng. Cho người tình 100 triệu đồng, trạng được chị Hương đồng ý kết hôn. Khi sự việc bị phát hiện, thêm một lần nữa gia đình trạng từ mặt. Tổ chức lễ đính hôn, anh ta chỉ thông báo cho người nhà biết rồi thuê người trong xóm đứng ra làm đại diện nhà trai. Khoảng 2 tuần sau, Trạng đưa chị Hương về huyện Phong Điền ra mắt cha mẹ. Lúc này chị Hương mới biết chồng sắp cưới thực chất là kẻ giả dối, nghèo nàn nên đòi chia tay. Sau nhiều lần thuyết phục chị Hương không được, trạng bỏ về sống ở căn tròi trong vườn của cha mẹ. Thỉnh thoảng anh ta lang thang trong xóm, than vãn, trang bị chị Hương lừa dối, lợi dụng tiền bạc rồi xù tình cảm. Trạng tỏ vẻ căm phẫn nói sẽ giết chị Hương. Sau đó một người dân trong xã đi làm vườn thuê cho bố mẹ Trạng ở ấp trường Trung B, hoảng hốt khi phát hiện thi thể phân hủy mạnh trong bụi sậy um tùm. Sau khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát nhận định nạn nhân là chị Hường và Trạng có liên quan trực tiếp. Sau hơn một ngày đêm truy tìm, các trinh sát đã bắt được hung thủ đang lẫn trốn tại phường Thới An, quận Ô Môn. Trạng đã thừa nhận việc sát hại vợ sắp cưới. Nam điều dưỡng 25 tuổi hiếp dâm nữ bệnh nhân 57 tuổi đang hôn mê. Trước đó, bà Ly, 57 tuổi, ngụ huyện Cam Lâm, Khánh Hòa, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm trí, Khánh Hòa để nội soi dạ dày, đại tràng. Ekip một ca nội soi có 4 người, đến giai đoạn hậu gây mê, bệnh viện bố trí 2 nam điều dưỡng chăm sóc, vệ sinh bệnh nhân, chờ hồi tỉnh. Trong đó có điều dưỡng Nguyễn Văn Dương, 25 tuổi, quê Quảng Bình. Sau khi hoàn tất thủ tục, bác sĩ rời đi, Dương là một trong hai người được bố trí ở lại để vệ sinh cho bà Ly. Trong lúc một điều dưỡng nam mang dụng cụ vừa nổi soi xong sang phòng khác để vệ sinh, cơn dục vọng nổi lên, bà Ly lại đang hôn mê, Dương đã có hành vi quan hệ với bệnh nhân này. Tỉnh dậy phát hiện mình bị hiếp dâm, bà Ly đến công an địa phương tố cáo. Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Hoàng Văn Dương về hành vi hiếp dâm. Bước đầu Dương đã thừa nhận hành vi, cơ quan công an tiếp tục làm việc với nghi can Dương để củng cố hồ sơ. Liên quan đến vụ việc, ông Lê Viết Tính, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tâm trí cho biết, bệnh viện đã đình chỉ công tác đối với điều dưỡng Nguyễn Văn Dương và đang chờ kết luận điều tra để cơ quan công an có bước xử lý tiếp theo. An ninh mạng vào cuộc vụ ca sĩ Phương Mỹ Chi nghi lộ clip nhạy cảm. Ngày 14 tháng 12, trao đổi với báo chí, một lãnh đạo phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao BA05 cho biết đơn vị này đã nắm được thông tin sơ bộ vụ việc ca sĩ Phương Mỹ Chi nghi lộ clip nhạy cảm. Theo vị này, nữ ca sĩ chưa trình báo vụ việc tại phòng BA05 thành phố Hồ Chí Minh. Mạng xã hội đang rất phức tạp, những vụ việc này đòi hỏi phải xác minh kỹ, mất nhiều thời gian mới đánh giá được. Bây giờ tin giả và các vấn đề liên quan đến giả lập nhiều lắm. Tội phạm ghép ảnh clip rất nhiều để nhằm mục đích xấu. Tôi chưa xem đoạn clip trên nhưng đã chỉ đạo các cán bộ nắm và điều tra, vị này nói. Trước đó ngày 8 tháng 12, các nền tảng mạng xã hội xôn xao đoạn clip gần một phút ghi lại cảnh nhạy cảm của một người có ngoại hình khá giống ca sĩ Phương Mỹ Chi. Cùng ngày, giọng ca vũ trụ có anh cũng đã lên tiếng về vụ việc. Ca sĩ Phương Mỹ Chi cho biết đã nhận nhiều thông tin sai lệch và vô căn cứ gây ảnh hưởng đến hình ảnh của mình và ảnh hưởng đến tâm lý của khán giả. Nữ ca sĩ khẳng định tất cả những thông tin trên đều hoàn toàn là bịa đặt nhằm bôi nhọ danh dự. Đồng thời cô cho biết cô và ekip đã tập hợp các chứng cứ để gửi đơn trình báo đến cơ quan chức năng của Bộ Công an, đồng thời điều tra có thể kéo dài cho đến khi có kết quả chính thức. Trên trang cá nhân, bà Đặng Thùy Trang khẳng định bản thân chưa bao giờ lừa gạt ai, đồng thời công khai cụ thể bản án liên quan đến vụ tranh chấp tài sản với Hoa hậu Nguyễn Thúc Thủy Tiên. Cùng với đó là thông báo tiếp tục thư kiện, làm tới cùng vì có vay phải trả, không có gì bằng sự thật. Ở đây, Thủy Tiên hoàn toàn có vay nợ tôi, nhưng lấy lý do tôi không phải là người đứng tên nên không chịu trả, Đặng Thùy Trang chia sẻ. Những chia sẻ từ bà Đặng Thùy Trang khiến dân tình chú ý khi cách đây khoảng một tháng trong phiên tòa phúc thẩm, Nguyễn Thúc Thủy Tiên đã được tuyên không phải trả số tiền 1,5 tỷ đồng cùng những yêu cầu khác. Phiên tòa phúc thẩm diễn ra vào ngày 14 tháng 11 năm 2023, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án vụ tranh chấp hợp đồng vay tài sản và tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Giữa nguyên đơn là bà Đặng Thùy Trang, 36 tuổi, đang sinh sống tại Lâm Đồng và bị đơn là Nguyễn Thúc Thủy Tiên, 25 tuổi, Hoa hậu Hòa bình Thế giới năm 2021. Cụ thể hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Đặng Thùy Trang giữ nguyên bản án sơ thẩm về việc không có căn cứ bắt buộc Thùy Tiên trả nợ 1,5 tỷ đồng cùng các yêu cầu khác. Bà Đặng Thùy Trang đòi tài sản nhưng không chứng minh được mình là bên cho vay cũng như không chứng minh đã đưa tiền nên không có căn cứ để chấp nhận yêu cầu khởi kiện. Quý vị thông mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để được cập nhật những thông tin mới nhất mỗi ngày.